Thưa quý vị, ung thư vú là căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở nữ giới. Theo thống kê, cứ 100 phụ nữ mắc bệnh ung thư vú thì lại phát hiện có một trường hợp nam giới mắc bệnh. Tuy tỷ lệ nam giới mắc căn bệnh này thấp, nhưng mức độ nguy hiểm lại cao hơn ở nữ giới. Nguyên nhân được cho là do nam giới thường chủ quan, không ai nghĩ là mình có nguy cơ mắc căn bệnh này. Nên khi phát hiện bệnh thì hầu hết đều ở giai đoạn muộn. Cách đây 3 năm, ông Phước phát hiện nổi cục u ở ngực. Tuy nhiên không thấy dấu hiệu đau nên ông không đi khám. Chỉ đến khi ngực đau, khối u bị chảy mủ, ông mới đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây ông được các bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vú, phải khuyết ngực, đồng thời hóa trị. Cũng như ông, nhiều bệnh nhân nam giới cũng không khỏi bất ngờ khi mình mắc ung thư vú. Lúc mình phát hiện là nó như hộp đậu gì, nó cứng gì thôi. Mình đâu biết đâu, đến đâu nam đâu có bị, đến nó nổi đơn sơ thôi. Đâu ngờ nó gì mà độc gì đó. Đừng có nghĩ là nam không có. Bây giờ thì cô bác anh em nào thì có nổi thì mình phải gắng đi điều trị. Tám lần làm cho nó để nó quá thì muộn là chết à. Tôi phát hiện thì hồi lúc nhỏ vậy à, nhỏ lại sau mấy tháng sau cũng cả 5-6 tháng à. Tổng là cũng đi mận bình thường vậy đó, mận nó nhiễm đá. Đây ở gia đình thấy vậy mấy bà chị đâu kêu đi lên khám lên đây khám bị bệnh vậy, lại mổ điện về nhà lên bác sĩ kêu mổ phải mổ luôn. Tại bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm tiếp nhận số ca mắc ung thư vú là nam giới không cao. Tuy nhiên, với những trường hợp mắc bệnh, tỷ lệ chữa khỏi thấp hơn nhiều so với nữ giới. Bởi ở nam giới, mô vú không phát triển, nên khi mắc bệnh, khối u dễ xâm lấn di căn vào gan, phổi, xương. Sự chậm trễ trong chẩn đoán bệnh có thể khiến bệnh ung thư vú trở nên khó chữa trị hơn và buộc phải dùng đến những biện pháp can thiệp xâm lấn. Cái triệu chứng thì cũng giống như ở nữ giới thôi, cũng là một cái cục không có đau, một cục không đau. Và ở nam giới thì tuyến vú nó không phải là cái mô vú nó dày như là nữ giới, do đó cũng dễ phát hiện, nhưng mà đặc biệt cái là nhiều khi người nam ta ít để ý, nhưng mà thành ra khi phát hiện thì cũng thường là cũng giai đoạn muộn hoặc là quá muộn. Đa số là nhìn chung thì cái điều trị giống như nữ giới vẫn là phối hợp đa mô thức, tức là phẫu trị, xạ trị, hóa trị, liệu pháp nội tiết. Tuy nhiên một cái điều lưu ý là bệnh nhân nam á, tuyến vú nó nhỏ đó, thành ra chúng ta đừng để ý tới kích thước của khối vú. Theo cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế Global Can, ung thư vú ở nam giới chỉ chiếm 1%, nhưng lại có độ ác tính cao. Nếu được phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ chữa khỏi căn bệnh này ở nam giới có thể đạt 93%. Chính vì vậy, không chỉ nữ giới mà ngay cả nam giới cũng cần khám sức khỏe và tầm soát ung thư vú định kỳ để sớm phát hiện bệnh.